Ở Hàn Quốc có một tên soát nhân đeo mặt lạ, hắn đưa nạn nhân lên mạng, sau đó yêu cầu khán giả vote cách chết cho nạn nhân. Làm cảnh sát thì vô cùng đau đầu không tìm ra manh mối hung thủ, vì tên soát nhân này ra tay vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Vậy kẻ đằng sau lớp mặt lạ ấy là ai? Câu chuyện phải kể từ tên nạn nhân đầu tiên, tên là Ji Chun. Hắn ta là một tên khốn trong xã hội, vì chuyên tung những đoạn video hở hang của người khác giao bán trên mạng. Khi bị bắt thì Ji Chun chỉ phải chịu án tù 1 năm. Hôm hắn ta được thả tự do, người dân vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn muốn lao vào hắn ta ăn tươi nuốt sống. Ấy vậy mà tên Ji Chun này không những không sợ, mà hắn còn vô cùng kiêu ngạo. Mấy ngày hôm sau, rất nhiều cư dân mạng nhận được một đoạn video, bên trong là một người bí ẩn đeo mặt nạ. Hắn ta tự xưng là người thực thi công lý, sẽ thay thế pháp luật Hàn Quốc giết hết mấy kẻ đáng chết. Ngay hôm sau, tất cả người dân cả nước đều nhận được một thông báo về cuộc bỏ phiếu hành hình tên Ji Chun. Chỉ cần người có điện thoại đều có thể tham gia vote. Thời gian bình chọn là 1 tiếng, tỷ lệ chỉ cần trên 50% là Ji Chun sẽ phải chết. Mới đầu mọi người tưởng đây chỉ là một trò đùa vui trên mạng, vì thế cũng thi nhau ấn chọn đồng ý. Tin tức này cũng nhanh chóng tới được tai tên Ji Chun. Hắn thậm chí còn không cho rằng đây là sự thật, qua đó bảo tất cả mọi người hãy vote hành hình mình. Rồi hắn cười lớn đắc ý vì sau hôm nay sẽ có nhiều người biết tới hắn hơn. Nhưng Ji Chun lại không hề biết rằng hôm nay chính là ngày tàn của mình. Kết thúc giờ bỏ phiếu, tỷ lệ tán thành cao ngất ngưởng lên tới 84%. Điều đó có nghĩa Ji Chun sẽ phải chết. Đến đêm hôm đó, hắn ta bị người bí ẩn bắt trói. Ji Chun liên tục van xin tên đeo mặt lạ tha mạng. Cho dù vậy thì đối phương chỉ lặng im. Sáng hôm sau, cảnh sát cũng có mặt tại hiện trường. Ji Chun chết trên một chiếc ghế trong tư thế trói chặt, trong mồm còn ngậm những đồng tiền dơ bẩn của hắn ta. Người đảm nhận vụ án này là Mu Chan. Bây giờ anh mới nhận ra cuộc bỏ phiếu hôm qua không phải trò đùa. Lúc này phía Pháp Y cũng công bố kết quả điều tra. Họ không tìm thấy bất kể dấu vết nào mà hung thủ để lại. Dấu vân tay đều đã bị xóa sạch. Điều này khiến quá trình điều tra đi vào ngõ cụt. Ai ngờ chỉ đúng lúc này tên đeo mặt lạ lại livestream. Hắn ta thừa nhận chính mình là hung thủ gây ra cái chết của Ji Chun. Để khẳng định điều đó, hắn cho mọi người xem đoạn video khi Ji Chun bị vầy vò đủ trò trước khi được đưa đi gặp ông bà ông vải. Sau đó người đeo mặt lạ nói ra lý do Ji Chun phải chết. Hắn nói rằng nạn nhân là một tên khốn, khi kiếm tới 2 tỷ đô bằng việc bán video đen trên mạng xã hội. Ấy vậy mà hắn chỉ phải ngồi tù 1 năm. Đây cũng là lý do thực sự hắn thay trời hành đạo. Khi này tên soát nhân cũng tuyên bố, từ giờ trở đi cứ đều đặn 1 tháng 2 lần ngày 15 và 30 sẽ tiến hành bỏ phiếu, đến khi nào đất nước Hàn Quốc không còn ai phạm tội nữa mới thôi. Ngay sau đó, giám đốc sở cảnh sát đã họp bàn, bằng mọi cách phải bắt được tên đeo mặt lạ này trước khi hắn tiếp tục hại người. Rồi bọn họ cho gọi Mu Chan và giao cho anh nhiệm vụ quan trọng này. Nếu đưa được tên đeo mặt lạ ra ánh sáng thì anh sẽ được lên chức trưởng phòng. Lúc sau khi Mu Chan vừa ra khỏi phòng thì có một cô gái tới tìm. Cô ấy là do hi người của cục an ninh mạng tìm anh để cho anh xem một đoạn video mấy ngày trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu. Tên đeo mặt nạ đã lên mạng và khẳng định sẽ gây án, và trong đoạn ấy hắn có nhắc tới một câu ác ma vô tội. Câu nói này đã từng có một tên soát nhân nói ra, người đó là Seok Jo. 8 năm trước ông đã trừ khử người giết con gái ông. Trong lúc xét xử tại phiên tòa, ông đã nhắc tới những ác ma vô tội nhằm ám chỉ những kẻ độc ác đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Qua đó cô cho rằng rất có thể tên đeo mặt lạ có liên quan tới Seok Jo. Nhưng Mu Chan lại cho rằng ông ta không thể liên quan tới vụ này, vì hiện giờ Seok Jo vẫn đang phải bóc lịch trong tù. Tuy vậy, để kiểm tra chắc chắn, Mu Chan vẫn tới nhà giam để kiểm tra. Ai ngờ Seok Jo lại từ chối gặp anh. Không còn cách nào khác, nam chính đành hỏi dò quản ngục. Qua đó biết được 8 năm qua chưa từng có ai tới thăm. Điều đó càng khẳng định ông ấy không có liên quan tới vụ này. Vì thế mà anh chỉ đành điều tra qua đường khác. Lần theo manh mối, đêm xảy ra vụ án, Ji Chun có lên một chiếc taxi. Thế là ngay lập tức Mu Chan tìm tới tài xế chiếc taxi ấy. Nhưng sau khi đưa được nạn nhân tới điểm hẹn, thì bất ngờ anh tài xế nhận được một tin nhắn của người lạ bảo anh chỗ cất tiền. Nhận được thù lao thì anh ta cũng nhanh chóng rời đi, mặc kệ Ji Chun đang say rượu vẫn ngủ trong xe. Chiếc xe ấy cuối cùng đi về đâu thì anh tài xế cũng không hề biết. Thế là Mu Chan phải lần theo camera an ninh, rất nhanh đã tìm thấy chiếc taxi ở một bãi rác. Nhưng khi họ tới nơi thì nó đã bị cho vào máy ép bẹp rúm. Cứ như vậy họ lại chẳng thể thu được gì. Việc điều tra lần nữa lại rơi vào ngõ cụt. Phía khác nhờ thông tin quan trọng mà Do Hi nói cho Seok Jo, mà cô cũng được chuyển công tác tới tổ trọng án để hỗ trợ cho nam chính phá giải vụ án lần này. Việc đầu tiên cô làm cũng là tới nhà tù tìm gặp Seok Jo, và lần này thì tên soát nhân đã chịu gặp. Lúc này Do Hi cũng không vòng vo, hỏi Seok Jo có liên quan gì tới vụ bỏ phiếu hành hình hay không, vì hung thủ đã nhắc tới câu nói ác ma vô tội của ông từ 8 năm trước. Qua đó cô nghĩ hung thủ có liên quan tới ông, nhưng ông ta đã ngay lập tức phủ nhận điều này. Ngoài ra cũng bảo bản thân không hề biết tên đeo mặt lạ là ai, hơn nữa ông cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó. Tuy vậy Seok Jo vẫn cho nữ chính một lời khuyên, nếu không thể tìm ra hung thủ thì tại sao không tìm những mục tiêu của hắn, vì kẻ đó đã báo trước về lần hành động tiếp theo. Điều đó có nghĩa hắn ta đã xác định được mục tiêu rồi. Nói xong ông ấy liền đứng dậy rời đi. Ngay sau đó cô báo tin này cho Mu Chan, và hai người khẳng định Seok Jo không liên quan gì tới vụ này. Tuy vậy bọn họ vẫn sẽ theo dõi ông ấy để đề phòng bất chắc. Thế là ngay khi trở về từ nhà giam, Do Hi đã khoanh vùng những người có thể là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Trong số đó nổi lên một cô gái, cô ta từng bị cáo buộc giết người chiếm đoạt tiền bảo hiểm.
nhưng sau đó lại được thả tự do vì không đủ chứng cứ. Zion lúc này đã lấy một ông chồng giàu có, điều đó lại khiến lòng tham của cô ta nổi lên. Nấu ăn cho chồng còn không quên cho ít thuốc độc và canh, rồi sau đó dẫn hai đứa con chồng tới trường. Nhân lúc bọn chúng không chú ý liền đẩy ra đường, may mắn chiếc ô tô đang lao tới vẫn kịp thời nhấn phanh. Khi này cô ta lại tỏ vẻ hốt hoảng che mắt mọi người, nhưng sau đó lại kéo bọn chúng vào một góc mà động tay chân. Đúng lúc này một người bí ẩn xuất hiện bắt cô ta đi, mà người đó không ai khác chính là tên đeo mặt lạ. Đến tối hôm đó hắn ta cũng livestream, thông báo cuộc bỏ phiếu hôm nay sẽ diễn ra. Người được chọn không ai khác chính là Zion, rồi tên đeo mặt lạ phanh phui những tội ác của nạn nhân. Theo hắn điều tra cô ta đã kết hôn 3 lần, và đã hóa vàng cả ba người chồng đó, thuận lợi chiếm được số tiền bảo hiểm lên đến 2,7 tỷ won. Ấy vậy mà cô ta vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật, nhưng hôm nay hắn sẽ thay trời hành đạo. Trong khi đó phía cảnh sát lúc này cũng tìm ra được tín hiệu của Zion, bọn họ ngay lập tức lên đường tới nhà cô ta. Ai ngờ tới nơi thì chẳng thấy ai ở đây, biết rằng có thể Zion chỉ đang ở gần đây, nên bọn họ đã đi tìm kiếm xung quanh. Quả nhiên rất nhanh đã phát hiện ra cô ta đang bị nhốt trên ô tô ở bãi để xe. Tuy vậy bọn họ không thể giải cứu nạn nhân vào lúc này, vì trong xe còn gắn một quả bom. Mu Chang ngay lập tức chụp hình rồi gửi về cho Do Hy nhờ cô xử lý, nhưng ở quá xa cô cũng không có cách nào, thời gian thì cũng chẳng có nhiều. Qua đó Mu Chang đành chuyển hướng đến phương án khác, đó là lái chiếc xe ấy ra khỏi khu dân cư. Thế là Do Hy đã thông báo cho anh một địa điểm tại trường học, nơi đó vừa cách xa khu dân cư lại vô cùng thông thoáng. Nhận được thông tin, Mu Chang ngay lập tức lên đường, anh sẽ đi cùng chiếc xe của nạn nhân tới đó. Phía khác tại trường vẫn còn rất nhiều học sinh ở đây, bọn họ chưa về mà ở lại bàn luận bỏ phiếu hành hình. Nhưng đúng lúc này cảnh sát đi tới, phong tỏa và đưa tất cả mọi người đến nơi an toàn. Không lâu sau chiếc xe có bom cũng tới được sân trường. Ai ngờ Mu Chang sau đó không chịu bước ra, mà cố tình ở lại bên trong với nạn nhân. Rồi anh liên lạc với tên đeo mặt lạ, bảo rằng sẽ đưa vụ án của Zion ra điều tra. Nếu cô ta mắc những tội mà hắn nói thật chắc chắn anh sẽ xử theo đúng luật pháp. Ai ngờ tên đeo mặt lạ đã từ chối, vì khi này hắn chẳng thể nào tin vào luật pháp nữa. Hắn còn bảo công lý cũng chỉ là một diễn viên hài của Việt Nam mà thôi. Nghe thấy thế Mu Chang mới bảo anh vẫn sẽ ở đây, nếu bản thân bị bom nổ mất mạng thì phía dư luận sẽ chắc chắn dậy sóng, phản đối cho bỏ phiếu hành hình của hắn. Trong khi đó ở bên ngoài mọi người đang rất lo lắng, không hiểu tại sao Mu Chang vẫn ở trong xe đó. Do Hy lúc này mới chạy lại để kiểm tra tình hình, nhưng còn chưa kịp tới nơi chiếc xe đó đã nổ tung, làm cho mọi người đều vô cùng hoảng sợ, mọi thứ gần như đều bị phá hủy. Hôm sau tin tức vụ hành hình cũng lên TV. Sau vụ nổ, Zion đã không qua khỏi, còn một cảnh sát đang bị thương nặng và được cấp cứu trong bệnh viện. Chính sự việc này đã khiến đông đảo dân mạng phản đối việc bỏ phiếu, vì nó đã gây ra hậu quả ngoài ý muốn. Nhưng mấy ai biết thực ra Mu Chang chẳng làm sao cả, anh vẫn đang rất khỏe mạnh ở trong bệnh viện ăn dưỡng. Không lâu sau Do Hy cũng tới bệnh viện để thăm anh, lúc này cô mới chất vấn Mu Chang, tại sao lại lừa người dân trong khi bản thân vẫn mạnh khỏe. Thế là nam chính mới giải thích đây gọi là kế thao túng dư luận, để người dân có cái nhìn khác về tên soát nhân, từ đó sẽ không ai tham gia bỏ phiếu nữa, như vậy bọn họ có thể ngăn chặn được hắn ta hại người. Trong khi Do Hy đang ở bệnh viện, thì ở nhà cô em gái lại dẫn cậu bạn về nhà, sau đó còn nén lấy thông tin tên soát nhân đeo mặt lạ từ máy tính của chị, rồi cả hai cùng nhau xem và tập điều tra phá án như thật. Ai ngờ đúng lúc này Do Hy về tới nhà, cô sững sờ khi thấy hai đứa em đang xem đoạn video tên đeo mặt lạ, sau đó còn không quên mắng bọn chúng không lo học hành. Nhưng ai ngờ sau đó lại nhập hội xem chung, lúc này họ phát hiện trong đoạn video có ánh đèn và còi xe cứu hỏa. Cậu bạn kia cũng rất nhanh trí, cho rằng đoạn video này được tên đeo mặt lạ quay khi nhà hàng xóm bị cháy. Nghe thấy vậy Do Hy mới lập tức kiểm tra những vụ cháy mới nhất trong thành phố, qua đó biết được 6 tháng trở lại đây có tất cả 3 vụ cháy, và một trong số đó lại ở gần nhà Seok Jo, nghĩ rằng đây chính là hang ổ của tên đeo mặt lạ. Thế là ba người đã ngay lập tức tới đó kiểm tra. Đến nơi Do Hy còn không quên nhắn tin địa chỉ cho Mu Chang đến hỗ trợ. Trước khi anh tới thì Do Hy một mình nhảy vào trong. Ở bệnh viện lúc này Mu Chang cũng nhận được tin nhắn, không chần chừ anh ngay lập tức thay quần áo để tới chỗ của Do Hy. Trong khi đó cô lúc này đã vào được nhà của ông Seok Jo, mọi thứ bên trong vô cùng bụi bặm, nó đã bị bỏ không từ lúc ông Seok Jo đi bóc lịch, nhưng trên tường lại có dòng chữ ghi rằng lần thứ 13 sai rồi. Bên cạnh thì được dán rất nhiều chứng cứ từ vụ án của con gái ông Seok Jo, nhưng bất ngờ có một bóng đen xuất hiện đằng sau đánh bất tỉnh nữ chính. Bên ngoài hai đứa em vẫn đang ngồi đợi, đã gần một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy chị ra, làm bọn chúng rất lo lắng. Tuy vậy cả hai đều sợ không ai dám vào trong để tìm. Đúng lúc này Mu Chang cũng tới đây, đầu tiên anh gọi cho Do Hy nhưng cô không bắt máy. Biết rằng đã xảy ra chuyện nên Mu Chang ngay lập tức nhảy vào trong. Vừa vào đến nhà An đã thấy Do Hy đang nằm dài dưới đất, may mắn kiểm tra cô vẫn sống. Lúc này tên mặc áo đen cũng thấy anh, hắn liền phá chạy. Thấy thế Mu Chang cứ vậy đuổi theo, kết quả cả hai bên đã có một cuộc chiến nhỏ. Nhưng vì cơ thể đang bị thương nên nam chính không phải là đối thủ của hắn ta, cuối cùng đành bất lực để tên đó chạy mất. Ra tới ngoài hắn lại bị em của Do Hy ngăn cản. Tuy vậy tên này lại quá khỏe, sức của bọn họ vốn dĩ không thể địch lại được, qua đó đã để hung thủ tẩu thoát. May mắn là không ai bị làm sao. Sáng hôm sau cả Do Hy và Mu Chang lần nữa tới nhà tù, hai người tìm gặp ông Seok Jo, rồi Do Hy đưa cho ông ta xem hình ảnh căn nhà của mình, bảo rằng tên soát nhân đeo mặt lạ đã lấy nhà ông làm căn cứ.
Tuy vậy ông ta lại chẳng hề tỏ ra bất ngờ. Phải tới khi Seok do lướt đến hình ảnh con gấu mới thay đổi sắc mặt. Đó là món đồ chơi con gái ông yêu quý nhất, nhưng sau một thời gian dài nó đã rất cũ kỹ. Lúc này Mu Chan mới hỏi ông ta, dòng chữ lần thứ 13 đã sai được ghi trên tường nghĩa là gì? Bây giờ Seok do mới giải thích, hung thủ đã hại chết con gái ông bằng 22 nhát dao, và ông đã hứa sẽ làm điều tương tự với tên đó. Nhưng tới nhát số 13 thì ông đã đâm trượt, qua đó nó khác với vết mà tên kia đã làm với con gái ông. Lúc này Seok do cũng bảo đây là một điều rất nhỏ, ít người nhận ra. Có thể thấy tên biết được điều này phải rất quan tâm tới vụ án đó. Thế là Do Hy mới tiện đà hỏi thêm xem Seok do có nghi ngờ ai không. Thật bất ngờ khi ông ấy lại trả lời chính là Mu Chan. Vì tối hôm đó người bắn và ngăn ông lại chính là anh, mà cũng chỉ có Mu Chan là nhìn thấy được cách thức ông gây án. Điều này khiến Do Hy không khỏi bất ngờ. Ngoài ra Seok do cũng bảo với cô đừng tin tưởng ai quá, ngay cả là Mu Chan. Và đây là tất cả những gì mà ông có thể tiết lộ cho cô biết. Rồi ông ta cứ vậy đứng dậy trở về phòng giam. Phía khác vợ tên Ji Chun cũng đang tổ chức tang lễ cho chồng. Cô ta hiện nay cũng đang có rất nhiều bằng chứng phạm tội của Ji Chun, định sau khi xong việc sẽ đưa nó cho cảnh sát. Ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị kẻ nào đó tấn công, khiến cô dần dần tắc thở mà ra đi mãi mãi. Còn tên soát nhân đeo mặt lạ lúc này cũng bất ngờ livestream. Hắn công bố việc mọi người đang bị cảnh sát lừa, rồi đưa ra một đoạn video vụ nổ bom hôm trước. Không hề có người vô tội bị thương như cảnh sát công bố. Tin này đã rất nhanh dậy sóng dư luận. Khi Mu Chan và Do Hy vừa bước ra cửa nhà tù, đám phóng viên đã vây kín. Họ đến đây để kiểm chứng những gì tên soát nhân mặt lạ nói. Quả nhiên tên đó nói đúng. Cứ như vậy mặt của Mu Chan được đăng tràn lan trên mạng xã hội. Dân mạng nói anh là kẻ lừa đảo lấy lòng tin của mọi người. Lúc này Mu Chan chỉ đành lên tiếng đính chính. Anh làm như vậy chỉ để dụ tên soát nhân đeo mặt lạ ra mặt. Vì thế anh gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Nhưng điều đó không được chấp nhận. Đám nhà báo vẫn liên tiếp công kích anh bằng những câu hỏi oái oăm. Thấy tình hình không ổn, Do Hy chỉ đành kéo Mu Chan bỏ chạy khỏi đó, rồi dẫn anh về nhà cô để trốn tạm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được tin báo án, chính là vụ vợ của tên Ji Chun bị sát hại. Thế là cả hai lại cùng nhau tới hiện trường. Kiểm tra pháp y cho thấy cô ta bị xiết họng chết, đằng sau lưng có vết bầm tím có thể do hung thủ đạp vào để làm điểm tì. Thấy thế Mu Chan đã khẳng định vụ này không phải do tên mà anh đã đụng độ trước đó làm ra, vì tên đó có một thân hình to cao cộng với việc rất giỏi võ, nếu ra tay chắc chắn sẽ rất gọn gàng. Nhưng anh cũng không biết kẻ nào lại gây ra chuyện này. Hôm sau Mu Chan được tên quản ngục của Seok do hẹn gặp, hắn ta nói rằng có thứ muốn trao đổi với anh, rồi cứ vậy rút trong túi ra một tệp thư. Tên này bảo rằng hàng tháng đều có một người tự nhận là fan của Seok do gửi thư cho ông ta. Sau đó bảo Mu Chan hãy đưa ra 100 triệu won để đổi lấy số thư đó. Ai ngờ nam chính lại trực tiếp rút lắc bạc đeo vào tay hắn, rồi nói rằng anh ta bị bắt vì tội cố tình xâm phạm thư từ của người khác. Số thư kia sẽ bị tịch thu để điều tra mở rộng, rồi anh cầm nó về đưa cho Do Hy, bảo cô hãy điều tra vị trí người gửi của đống thư này. Ai ngờ khi điều tra lại thấy nó được gửi ở tất cả mọi nơi trên toàn quốc, nhưng không phải họ không thu thập được gì. Khi xem nội dung bức thư họ thấy những gì viết trong đó rất giống với lời của tên soát nhân nói ra. Tuy vậy họ phát hiện ra bức thư đã thiếu mất một đoạn, có thể do ông Seok do đã giấu nó đi. Bởi vậy ngay sau đó hai người lần nữa tới nhà tù để tìm ông ta. Nhưng Mu Chan không xuất hiện mà ngồi trong phòng camera quan sát. Còn người làm việc trực tiếp là Do Hy. Cô lấy ra tập thư và hỏi nội dung hoàn chỉnh bên trong. Tuy vậy Seok do lại bảo Do Hy đang vi phạm thư từ của người khác, cô có thể bị đi tù nếu ông khởi kiện. Nhưng nữ chính cũng trả lời bản thân chỉ lấy số thư này từ thùng rác mà thôi. Theo cô thấy thì người gửi của đống thư này rất có thể là tên soát nhân, vì nó đã nhắc tới quá trình bỏ phiếu hành hình, nhưng đọc đến đoạn giữa thì đã bị thiếu. Đây rất có thể là phần nhắc tới nạn nhân tiếp theo. Vậy có phải ông là người đã cất giấu nó đi không? Seok do cũng rất thẳng thắn bảo đúng như vậy. Ông đã xé sau đó vứt nó vào bồn cầu. Qua đó ông là người duy nhất biết đoạn thư ấy nói gì. Thế là Do Hy cố gắng bằng mọi cách để ông ta khai ra. Ai ngờ Seok do lại là một con cáo già. Ông ta nói sẽ hợp tác với cảnh sát để tìm ra tên soát nhân, nếu bọn họ giúp ông ra khỏi nhà tù này. Tuy rằng rất cay cú nhưng Mu Chan cũng đành đồng ý. Thế là sau 8 năm Seok do lần đầu tiên được hít thở không khí bên ngoài. Nhưng ông ta chỉ được hoạt động dưới sự giám sát của cảnh sát. Lúc này cũng sắp đến ngày bỏ phiếu tiếp theo, vì thế bọn họ phải sớm tìm ra được nạn nhân lần này. Cứ như tất cả mọi người tập hợp để sàng lọc, sau đó liên lạc tới từng người cảnh báo cho họ về mối nguy hiểm. Trong khi đó Do Hy lại cùng Seok do lần theo manh mối tìm ra tên soát nhân. Rồi cô đưa ra những người từng thân thiết với ông từ 8 năm trước. Sau đó cô cho ông xem vụ án của vợ tên Ji Chun. Nhìn qua cách thức gây án, Seok do cho rằng hung thủ không phải do tên soát nhân đeo mặt lạ gây ra, vì hắn ta ra tay chắc chắn sẽ báo trước chứ không làm bừa bãi. Như vậy đã có một kẻ đục nước béo cò làm ra chuyện này. Rồi hai người dò xét từng người trong dạng tình nghi. Trong số đó có nổi lên một người tên Wu Tet. Ông ấy là bố của tên hung thủ đã hại chết con gái Seok do. Bọn họ là người giúp việc của hàng xóm cạnh nhà ông. Hai bên có mối quan hệ rất tốt. Thậm chí còn nhiều lần Wu Tet còn tới trường đón con gái hộ ông. Chủ nhà của họ là một nữ nghị sĩ quốc hội. Bà ấy có một cậu con trai tên Hyun. Cậu ta là người khá lầm lì và lạnh lùng, còn thường xuyên nhìn con gái Seok do với ánh mắt kỳ lạ. Đúng lúc điện thoại của Do Hy nhận được thông báo, đó chính là livestream của tên soát nhân đeo mặt lạ. Vì hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu,
Nhưng lần này tên soát nhân lại không nói đích danh nạn nhân, mà chỉ bảo tên đó có biệt danh là Đại úy Ô. Hắn ta từng hoạt động trong quân ngũ và thường xuyên có hành vi tấn công đồng đội. Việc này đã dẫn đến sự hy sinh của thiếu úy Lim. Ngay sau khi nhận được tin này, phía cảnh sát cũng ngay lập tức tìm những người có họ Ô từng phục vụ trong quân ngũ, qua đó tìm ra được 5 người khả nghi. Trong số đó có 2 người không có thông tin, để liên lạc được với họ là điều rất khó vào lúc này. Đột nhiên cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại, người gọi tới tự nhận bản thân là Đại úy Ô và đang là mục tiêu của cuộc bỏ phiếu, vì trước đó anh ta nhận được một bưu kiện đe dọa. Nghe thấy thế, Mu Chan ngay lập tức dẫn người lên đường. Trong khi đó, trên mạng tên soát nhân vẫn đang kể mọi tội ác của tên Đại úy Ô. Sau khi gây án, hắn ta bị bắt nhưng lại chỉ phải chịu hình phạt rất nhẹ. Trong bệnh viện, một tên bác sĩ đang rất hoảng loạn, thì ra hắn chính là tên Đại úy Ô. Vì lo sợ bị trừ khử nên hắn đã chạy vào phòng trốn, mà đen đủi thế nào lại vào đúng phòng của cậu bạn học em gái Do Hy. Lúc này hắn cũng gọi điện cho Mu Chan yêu cầu sự giúp đỡ, sau đó khai ra toàn bộ tội ác của bản thân đã gây ra. Thế là anh mới bảo tên Đại úy Ô ở nguyên trong phòng đợi cảnh sát tới. Không lâu sau, Do Hy cũng đưa xe ốc do tới đây. Nữ chính còn cẩn thận đeo khẩu trang cho ông ấy để không ai nhận ra. Rồi cô tiến vào trong hỏi mọi người tên bác sĩ kia đang ở đâu, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết. Thế là cô đành phải đi từng phòng trong bệnh viện để kiểm tra. Tới phòng của hai người kia thì cậu nhóc nhận ra tiếng của nữ chính, đang định chạy ra mở cửa thì bị tên Đại úy Ô ngăn cản. Trước tiên hắn yêu cầu nữ chính phải xuất trình giấy tờ, thế là Do Hy đành phải đưa ra thẻ cảnh sát. Ấy vậy mà hắn ta vẫn chưa tin lắm, và bắt cô phải kiểm tra tất cả căn cước của những người bên ngoài. Không còn cách nào khác, cô đành phải làm theo, nhưng chẳng phát hiện ra ai khả nghi. Lúc này kết quả bỏ phiếu cũng được báo về, tỷ lệ tán thành lên đến 72%. Điều đó có nghĩ hôm nay tên Đại úy Ô sẽ phải chết. Tên soát nhân đeo mặt lạ lúc này cũng công bố thân phận thực sự của mục tiêu. Đại úy Ô có tên thật là Jong Su. Sau khi bị bắt, hắn đã được tuyên trắng án thông qua sự giúp đỡ của người nhà, rồi thuận lợi gia nhập vào bệnh viện khoác lên mình chiếc áo trắng cao quý. Biết được tin này, cả bệnh viện loạn hết cả lên, vì không nghĩ rằng đồng nghiệp của mình lại là kẻ ác độc như vậy. Đúng lúc này, Seok Jo phát hiện ra một người quen. Hắn ta khi thấy ông ngay lập tức bỏ chạy. Thấy vậy, Do Hy cứ vậy đuổi theo, nhưng cô vừa đi thì anh đồng nghiệp lại phát hiện ra một chiếc hộp kỳ lạ, nó được bỏ quên dưới gầm ghế ngoài hành lang. Thấy có điểm khả nghi, Seok Jo mới bảo anh cảnh sát tránh xa ra. May mắn vừa bỏ xuống thì chiếc hộp đó phát nổ, làm mọi thứ ở đây trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhân cơ hội đó, Seok Jo cũng chạy đi. Trong khi chạy lại, vô tình lướt qua một người đẩy bình khí ga, khuôn mặt đó rất quen, như ông đã gặp ở đâu đó. Rồi tên này tới trước cửa phòng của tên Đại úy Ô. Hắn ta tự nhận là đội phá bom và yêu cầu những người trong phòng sơ tán. Điều này khiến tên Đại úy Ô tin thật. May mắn đang định mở cửa thì Mu Chan gọi điện tới, bảo rằng dù thế nào cũng không được mở cửa, kể cả có nghe thấy tiếng nổ cũng không được ra ngoài. Trong khi đó, Do Hy đang đuổi theo tên khả nghi thì bất ngờ bị hắn ta quay lại chống trả. Rất nhanh cô đã rơi vào thế yếu. Bất ngờ lúc này, Seok Jo xuất hiện đánh bay tên kia. Cho dù tay đang bị còng nhưng ông vẫn dễ dàng hạ gục tên này. Do Hy chỉ việc còng tay hắn lại. Phía khác, tên gỡ bom đợi mãi mà không thấy tên Đại úy Ô mở cửa. Hắn đã nhét ống dẫn khí ga vào bên trong, khiến cho hai người bên trong không sao chịu được. Thế là tên Đại úy Ô đã khống chế cậu nhóc rồi mở cửa bước ra. Điều này khiến tên kia không dám ra tay. Bất ngờ cậu nhóc kia lại vùng vẫy thoát ra. Thấy cơ hội đó, tên soát nhân ngay lập tức lao vào, thành công khống chế tên Đại úy Ô trong vòng một nốt nhạc. Nhưng hắn chưa kịp ra tay thì Mu Chan đã chạy tới. Tuy vậy, xung quanh có rất nhiều khí ga nên anh không dám nổ súng. Lúc này Do Hy và Seok Jo cũng quay lại. Trong khi đó, Mu Chan vẫn ra sức thuyết phục tên soát nhân, với hy vọng hắn sẽ giơ tay đầu hàng. Nhưng nói hết cả số nước bọt cũng chẳng có kết quả gì. Rồi hắn còn hỏi Mu Chan, anh có thật muốn tha cho tên rác rưởi này không? Điều này khiến nam chính câm nín không biết nói thế nào, vì thực sự với những tội ác mà Đại úy Ô gây ra, anh cũng muốn giết hắn. Đột nhiên ông Seok Jo từ phía sau đập tung vòi cứu hỏa trên trần nhà, chớp lấy thời cơ Mu Chan lập tức nổ súng. Nhưng tên soát nhân vẫn kịp cắt họng tên Đại úy Ô, kết quả khiến hắn ta ra đi mãi mãi. Còn tên soát nhân cũng bị tóm gọn ngay sau đó. Tin tức bắt được nghi phạm đứng sau việc bỏ phiếu rất nhanh cũng lên TV, làm mọi người tò mò không biết đó có phải là người đeo mặt lạ không. Trong khi đó, Mu Chan lại đi tìm Seok Jo để trách tội vì ông mà tên Đại úy Ô đã chết. Do Hy thấy tình hình căng thẳng cũng chạy lại can ngăn, rồi đưa Seok Jo về trước khi đám nhà báo kéo đến. Còn Mu Chan cũng đi về đồn phỏng vấn tên nghi phạm. Anh chả biết hắn ta là ai vì không có chứng minh thư, thậm chí vân tay trên các ngón của hắn đều đã bị hủy hoại. Đã thế, hỏi gì cũng không nói, mà còn luôn mồm tự nhận bản thân là soát nhân đeo mặt lạ. Nhưng Mu Chan cho rằng hắn không phải là người đứng sau mọi chuyện. Tên này theo anh nghĩ chỉ là đồng phạm với tên đeo mặt lạ. Việc này càng ngày lại càng khiến Mu Chan đau đầu. May mắn lúc này lại có một tin tốt. Sau khi tiến hành xét nghiệm ADN thì họ biết được nghi phạm tên là Jung Jin. Hắn là hôn thê của thiếu úy Lim, người bị Đại úy Ô hại chết. Và tên này đã giả chết nhiều năm để trả thù cho người vợ sắp cưới. Điều đó càng chứng minh hắn không phải là kẻ đứng sau. Phía khác, Do Hy lại dẫn ông Seok Jo về thăm nhà. Cô cởi khóa còng tay cho ông thoải mái hơn. Sau 8 năm mọi thứ ở đây đã thay đổi rất nhiều. Nhưng với Seok Jo thì căn nhà này vẫn luôn đầy ắp tiếng cười của con gái. Từ khi mất đi con gái, ông chưa khi nào được vui vẻ.
Đúng là để chấp nhận việc này không hề dễ dàng. Lúc này tại trụ sở cảnh sát phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Khi có một cậu thanh niên khả nghi đã tới bệnh viện tối hôm xảy ra vụ án, nhưng cậu ta không hề xuống xe mà ở trong xe quan sát. Thấy có điểm bất thường, bọn họ ngay lập tức đi báo cho Mù Chăn biết. Qua điều tra, họ biết được cậu thanh niên ấy chính là con trai của bà nghị sĩ, hàng xóm của Xê Ốc Do vào 8 năm trước. Lúc này nam chính cảm thấy có điều bất thường, thế là ngay lập tức tới tìm Xê Ốc Do. Anh bảo rằng tên Phan hay gửi thư chắc chắn sẽ tiếp cận ông lần nữa. Tên soát nhân đeo mặt lạ vẫn chưa bị tóm. Khi này anh muốn trả vợ khép lại vụ án, sau đó cài bẫy để tên đeo mặt lạ xa lưới. Nhưng lúc này Xê Ốc Do cũng bảo 8 năm trước anh cũng từng làm thế. Có hai mẫu ADN khác nhau đã được tìm thấy trên gấu bông của con gái ông. Một mẫu là của tên hung thủ và mẫu còn lại có thể là tên đồng phạm. Ông cho rằng sau khi điều tra, Mù Chăn đã biết được kẻ đó là ai. Ấy vậy mà anh không bắt tên đó về quy án. Thì ra người mà 8 năm trước Mù Chăn cho rằng là kẻ đồng phạm chính là Hy Ơn. Vì hôm ý anh phát hiện cậu ta có mặt ở hiện trường. Khi cảnh sát đưa thi thể của con gái ông Xê Ốc Do ra ngoài, cậu ta đã nở một nụ cười nham hiểm. Nhưng anh chưa bao giờ nói ra điều này, vì không đủ chứng cứ, ngoài ra cũng sợ Xê Ốc Do sẽ trừ khử luôn cậu ta. Sau khi thương lượng một hồi thì ông cũng đồng ý giúp Mù Chăn lần này. Tuy vậy, nếu anh không thể đưa tên mặt lạ ra ánh sáng thì ông sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Rồi Mù Chăn nói thầm vào tai ông ta điều gì đó, làm bên ngoài Do Hy không nghe thấy, khiến cô rất bực mình. Hôm sau, Mù Chăn dẫn bố của thiếu úy Lim tới gặp Dung Jin. Khi hai người gặp nhau, một cảnh tượng xúc động đã xảy ra. Người bố cho rằng Dung Jin quá ngốc nghếch, tại sao lại không quên chuyện quá khứ đi mà sống tiếp. Điều vợ con muốn nhìn thấy là thấy con sống vui vẻ. Nghe thấy thế, Dung Jin cũng không kìm được nước mắt. Sau đó xin lỗi người bố vì đã làm ra chuyện tày trời. Rồi anh bảo với Mù Chăn là bản thân có đồng phạm, cứ vậy khai ra toàn bộ mọi chuyện. Bản thân chính là người thực hiện 3 vụ án trước đó, nhưng người đứng sau anh là tên mặt lạ, hắn thì lo việc truyền thông, còn anh thì sẽ trực tiếp ra tay lấy mạng những kẻ được chọn. Đặc biệt là hai người họ chưa bao giờ gặp nhau, tất cả đều trao đổi qua mạng. Hắn ta từng tiết lộ bản thân rất hâm mộ một người đang ở trong tù, người đó không ai khác chính là ông Xê Ốc Do. Và theo như Jun Jin đoán thì tên mặt lạ có thể là học trò của ông ý, nhưng đến một ngày hắn ta lại bảo sẽ hủy hoại người mà Xê Ốc Do yêu quý nhất. Điều này càng khiến Mù Chăn nghi ngờ Hy Ơn chính là đồng phạm, thế là đã cho người điều tra cậu ta. Qua đó cũng biết được Hy Ơn khi này đã đổi tên thành Min So và làm thầy giáo của trường mà em Do Hy đang theo học. Vào 8 năm trước khi diễn ra phiên tòa xét xử Xê Ốc Do thì mẹ anh ta cũng có mặt. Qua đó nữ nghị sĩ này cũng biết tới cụm từ ác ma vô tội. Người thầy giáo Min So vốn rất đứng đắn trên lớp, nhưng bây giờ lại đang nằm trong lòng của bà mẹ quyền lực. Hai người họ đang cùng nhau xem tin tức vụ bỏ phiếu. Bà mẹ cho rằng vụ này giống với vụ của nhà Xê Ốc Do năm xưa. Rồi bà quay sang hỏi cậu con trai có phải mới giết người không. Thì ra Min So chính là người trừ khử vợ tên Ji Chun. Anh ta cũng chính là đồng phạm của Jung Jin, cũng là tên soát nhân đeo mặt lạ. Điều này khiến bà mẹ vô cùng sốc, không nghĩ một đứa con hiền lành có thể làm ra chuyện này. Vậy diễn biến tiếp theo thế nào thì mời các bạn đón xem ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.